Hôm nay chúng ta sẽ chơi Roblox và chúng ta sẽ chơi cái game thoát khỏi căn nhà của Rumbi Renny. Thì đây là một cái trò mà chúng ta sẽ gọi là thoát ra khỏi cái căn nhà của bà ngoại gì đó. Thì trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu. Ôi trời ơi, vô mà chúng ta thấy bà ngoại đang xây tre và mũi của bà ngoại có một cái chất xì lam nó nhầy nhụ đó. Nó cứ lên xuống khi nào nhiễu xuống nha ngoại. Ơ chết rồi, ông ngoại thì lại như vậy. Thôi chơi không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ chơi chơi dễ chứ đi. Tôi sợ chứ tôi chơi chế độ dễ mà tôi còn không chơi nổi nữa. Ủa tôi chơi một mình hả? Không. Bà ngoại ơi, có gì từ từ nói nha. Cháu là cháu con, chứ cháu ngoan nhất của ngoại ấy. Lần trước là các bạn hả gọi là quá ủng hộ cái clip mà Nico Netbox rồi. Nó có quá nhiều NTT rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi với bà ngoại. Làm sao? À tôi nhớ rồi. Cái ghế này nó có trong bộ phim kinh dị gì nè. Nếu mà các bạn bị gãy chân là các bạn ngồi như vậy là nó dắt các bạn lên á. Không, nhưng mà tôi đâu bị gãy chân đâu trời. Thời gian đã điểm 12 giờ đêm. Và trong đây thì chúng ta nhà ngoại to thế nha. Nhà ngoại to như vậy thì chừa cho cháu nó nửa miếng đất. Ở đâu nhà ngoại tiền chứa đâu ra nguyên con khỉ đột vậy? À không phải khỉ đột. Mở cửa. Ok, ngoại ơi cho con xin cái bánh quy. Give me the cookies back. Ôi tự nhiên lấy con tự nhiên giật lại. Trời ơi, vô duyên, cặp cằn dữ đây. Coming to get you. Nghe đi tự nhiên dễ gì. Nè, đố ngoại bắt được con không bắt được làm ngoại. Ừ, mà đâu, tăng xong không? Tăng xong đúng không? Ôi không nhảy được. Oh my god. Con xin lỗi ngoại. Ok. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cái chìa khóa. Bây giờ chạy đường nào chờ. Trời ơi. Ở đây. Đường này. Đóng cửa lại. Đây. À. Ủa sao mà chạy nhanh vậy? Ngoại già cả rồi đừng có chạy nhanh tới như vậy. Ngoại hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta tìm được rồi thì đi lên lầu đúng không? Chạy từ từ nữa ngoại, từ từ thôi. Chạy coi chừng tăng xong máu chết đó ngoại. Chui vô giường. Ôi ngoại chơi vậy là không vui rồi, không xanh chín đâu. Tôi sẽ chơi lại lần nữa. Ngoại chơi vậy là không xanh chín rồi. Ngoại bị gãy chân mà ngoại chạy như là bà chạy điền kinh vậy. Từ thôi. Ủa tôi lấy chìa khóa rồi. Ừ hay là giờ mình chạy một vòng ngoài luôn. Không hề vô. Ngoại vô duyên. Tự nhiên giết coi. Bây giờ mình không dám chạy vô trong kia, mình sợ là bị đường cột. Bây giờ đi tìm cái gì đây? Ok. Granny. Tôi mà đóng cửa được đi nha, tôi nhốt bà trong đây luôn ấy. Granny cầm chìa khóa. Chết, giờ cầm chìa khóa mở cửa. Chắc là cửa này. Ôi xin lỗi ngoại, cho ngoại 5 cục kẹo nè. Ok, vậy là cái cửa đó không được anh em à. Giờ chúng ta sẽ đi lên cửa này coi sao. Ở đây rồi, ngoại chạy sao lại con, liu. Cái gì vậy? Uầy, anh bạn à. Tôi có thể muốn được không? Anh bạn cũng trốn bà ngoại nên là anh bạn bị ngoại đặt đúng không? À, tao nói rồi, đừng có gọi là gì ta, đừng có chạy đuôi với bà ngoại kỳ lắm. Mày nhỏ con nít noi bắt ngoại, kiểu bắt ngoại đi bắt cua. Má, xem tí nữa mình cũng bắt cua theo ngoại luôn rồi. Ok, con khỉ đầu. Uầy, sao nó chết vậy? À chắc là bị bà ngoại đập. Ui sao mà nhà của ngoại gì đâu mà kiểu rơm rã rồi đinh bẫy gì. Trời ơi, bà có thương cháu không vậy? Bà ơi, bà cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như. Thôi nha, ngoại chơi vậy là không được nha. Không có xanh chín nha ngoại. Không, ngoại cũng già, không xanh chín là đúng rồi. Nhà đâu văn bẫy có con cháu ngoài đây. Rồi, bắt đầu dĩ rồi đó. Ôi ngoại ơi. Ngoại kiểu ngoại uống xì tinh hay sao ngoại chạy nhanh dữ vậy? Từ từ, đi vô nhà. Vô nhà ngoại. Ngoại không muốn con vô nhà đúng không? Ok, con chơi với ngoại luôn. Chui vô. Con cháu với nhau không có gì từ từ nói chuyện ngoại. Coi bả kìa. Từ từ thôi. Rồi giờ chạy một vòng sân vườn này hả? Trời ơi, bà biết bọc đường luôn. Bà chơi vậy là bà không xanh chín rồi. Khổ quá, nó không cho tôi vô nhà. Vấn đề là nó không cho tôi vô nhà mọi người à. Ngoại cứ bắt con rồi chọc lát con đi. Một lát con mà tìm được đường ra con ký đầu ngoại. Ê không, con nhốt. Con nhốt ngoại ngoài đây đấy. Liêu. Không lẽ mình cho ngoại xuống lỗ trời. Vậy là hơi bất hiếu. Thôi ba đuổi rừng quá rồi. Ngoại ơi. Ngoại còn ngoại già cả không mà ngoại đùa ghê quá ngoại. Con đâu có lấy bánh quy đâu. Trời ơi, nãy giờ bà ngoại bà bắt con mấy chục lần rồi bà. Con đâu còn đòi lại cái bánh quy nó con ký đó. Để mình chui vô. Không mở cửa được anh em à. Không có đường ra, không có gì cả. Bà ngoại bị gớt cái kính đó, bà dí con như là bà hắt gì á. Xuống đây đu, ngon xuống đây con chạy đuôi với bà ngoại nè. Thôi đùa ơi, con giỡn á, con bất hiếu á. Không, nhưng mà bà có phải là bà ngoại tôi đâu. Bà là bị ma nhập rồi. Bà không phải là bà ngoại đáng yêu của cháu. Ok. Trời ơi, nhà bả giống như là một cái nơi mà kiểu một cái nơi mà một cái thánh địa hay là một cái nơi mà để trừng phạt. Một cái
cái nơi tà đạo vậy? Ôi nhìn cái quả lâu đài rồi, từ từ thôi bà ngoại. Ôi từ từ. Trời đất ơi. Ê, tao chạy nãy giờ hơi mệt rồi đó, còn phải chạy khỏi bà ngoại nữa, mày từ từ thôi. Ôi, trời ơi, ngoại văn bảy vậy là chết con rồi. Tụi con chỉ là mấy đứa nhỏ mà có cái bánh quy thôi, ngoại cũng kỳ kèo. Ui, anh bạn có sao không? Trời ơi, hai anh bạn luôn, ba anh bạn luôn không? Con nhỏ này, nhỏ con gái. Ê, tụi bay chơi vậy, tụi bay không chơi, chơi không vui nha. Từ từ. Mình lên level 14 rồi. Vậy chúng ta sẽ đi tìm đường ra. Từ đáng sợ lắm các bạn ơi. Các bạn nếu mà các bạn hả chưa tới cái màn này thì các bạn nhớ để lại một like cũng như là một bình luận. Anh ơi chơi tiếp cái game này đi. Chạy khỏi bà ngoại. À đây rồi. Đây. Liêu. Tụng chì. Chỉ có bà ngoại mới bắt được tao thôi. Tụi bay tuổi. Con giỡn á ngoại. Con mới vừa nhắc tới ngoại, ngoại Tào Tháo rồi, ngoại tới rồi. Bả rồi. Ui bả kìa, vô nhà được không? Không vô nhà được, con xin lỗi. Trời ơi, hồi nãy là cái mộ giờ thành cái giếng. Ngoại hồ biến ghê vậy. Giờ chơi ông coi với ngoại chạy 150 vòng nè. Ai đứng lại người đó thua nè. Trời, đừng nói con mất yếu nha. Ừ, chui xuống dưới ngoại. Đúng rồi. Để con đứng nhảy cho ngoại coi. Ngoại bắt con đi. Nhảy đi. Tăng. Ngoại bắt con đi. Con giỡn á, đi tìm đường ra đây. Bye bye ngoại. Ờ, đường ra ở đâu đây? À, ở đây có đường đi. Tuyệt vời anh em. Tạm biệt ngoại nha. Ê, cọc cằn gì đâu á. Trời ơi, coi nhà bả kìa như cái nhà máy vậy á. Trời ơi, dù gì con cũng là chúa tể bắt cua phải không? Cái gì đây? Tôi đang chơi mà có mấy đứa nó kiểu nó yêu đương. Em có bao giờ thích ai chưa? Có, em thích bà ngoại á. Bà ngoại em rất yêu bà. Em xém tí nữa thành chó nướng mẹ. Nhưng giờ tôi là con chó nên là tôi hay nói từ chó nướng đó mọi người. Ok, chúng ta chạy đua với bà ngoại đâu. Ngoại lên đây đua với con ngoại. Trời ơi, ngoại yếu. À đù. Ok, không sao. Má chiếc xe này, à thường là bà ngoại lấy chiếc này dí tụi mình. Để lừa tôi chứ gì. Tôi lấy cái chớn cho coi nè. Ui, tôi không biết sao nha, chứ bà ngoại này hơi bị giàu rồi đấy. Cái căn nhà này bao nhiêu cái diện tích này thôi. Các bạn có đợi gọi là kiếm cả bộn tiền hay là các bạn là một người giàu mới có đủ giấy tờ có được cái căn nhà này. Ha, ngoại giàu tới nỗi đất ngoại gọi là mênh mông tới nỗi ngoại cho con. Ơ chết cha, mình còn có 39 giây rồi. Lại. Cái đất nhà ngoại gọi. Ôi bà ơi, ngoại chơi vậy ngoại không được nha. Con cháu với nhau không à, con cháu có ai tao cũng thương á. Ừ. Không được nha. Má, nhà giàu tới nỗi mua bowling chơi luôn, làm cái bowling siêu to khổng lồ để lăn chết mấy đứa con cháu. Ngoại chơi vậy không được rồi. Con sẽ phá án. Con là Conan không phải, con là cô Tết. Ok. Chạy qua đây. Đâu, ngoại muốn chạy đua đúng không? Giờ con ra khỏi đây nè, ngoại chạy đua với con. Bây giờ tôi phải kết liễu bà ngoại của mình mọi người à. Ngoại rồi. Trời ơi, bà ngoại. Come here you. Ờ sao nhiều bà ngoại vậy? Tao tưởng là một bà ngoại đâu, nhiêu đây bà ngoại chắc bà ngoại chiếm mẹ cái thế giới rồi. Bà ngoại ơi, chỉ vì cái bánh quy mà bà kỳ kèo với con cháu hay sao? Hả? Hả? Bà có biết không, con từng đi học cái trường gọi là cái trường gì ta? Cái trường quân sự, quân đội gì đó. Nên là con không ngán ai đâu, cầm súng là con bắn. Winner gum. Ok. Barbie mop, Berry mop, power. Bây giờ sau khi mà mình hủy diệt ngoại xong rồi, bây giờ mình tàn hình luôn. Ok. Đây, màn cuối nè. Ủa hết rồi hả? Ok. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thoát khỏi được căn nhà của bà ngoại Rampy Renny. Bây giờ thì chắc là video cũng đã dài rồi. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký, cũng nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Bye bye, peace.